Dù xe khách liên tỉnh đã được phép hoạt động, nhưng bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng vắng hoe vào sáng 24 tháng 4 năm 2020, cũng là buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lại. Khu vực bán vé với 70 quầy vé hoạt động nhưng chỉ lác đác ít người khách đến mua vé. Trong khi đó, nhiều quầy vé không có khách, nhân viên chỉ ngồi chơi không. Ở khu vực đậu xe chờ xuất bến cũng mới chỉ có một số nhà xe chạy tuyến ngắn như Sài Gòn Vũng Tàu, Sài Gòn Nha Trang hoạt động. Các xe ở khu vực miền Trung Tây Nguyên vẫn chưa trở lại hoạt động. Dù lượng khách còn khá ít, nhưng bến xe vẫn thực hiện nghiêm các quy định về kiểm tra y tế, khai báo y tế, đo thân nhiệt hành khách trước khi lên xe. Dù được hoạt động trở lại nhưng nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà để cho xe hoạt động trở lại vì hiện tại chỉ được hoạt động với 30% biểu đồ, ngày chạy, ngày nghỉ. Nhiều chủ doanh nghiệp cũng cho biết việc giới hạn lượng hành khách trên xe cũng khiến doanh nghiệp gặp khó do không đủ kinh phí cho mỗi chuyến xe. Bước đầu thì bây giờ nghỉ từ cả tháng nay thì bây giờ mới hoạt động lại thì khách người ta cũng chưa có biết. Lượng khách người ta cũng đã có đi đâu. Rồi bây giờ trước tiên bây giờ hoạt động chỉ có 30% thôi. Tổng số xe chỉ được hoạt động có 30%. Đây là có thể là một ngày chạy là một ngày nghỉ. Rồi một ngày chỉ chạy được một xe thôi. Khó khăn chứ sao không khó khăn. Được. Tại 30% công suất, ví dụ như bây giờ xe 40 giường. 40 giường thì em chỉ chạy chỉ có mỗi là có mười mấy người thôi. Mà giá vé thì mình không tăng, vẫn giữ nguyên giá cũ, làm cho chạy đủ, không thể đủ được. Mà mình vẫn phải chạy thôi, để chạy để mình, để khách người ta gọi tới thì mình phải chạy, giữ khách thôi. Chứ không thể đủ được. Rất khó khăn chứ không phải là khó khăn, nhưng mà bây giờ tình hình nó như vậy, phải chịu thôi chứ sao. Thì không biết là sau này phải có hỗ trợ gì thì cái chuyện đó mình chưa biết, nhưng bây giờ trước mắt mình cũng phải chấp hành vậy thôi. Đại diện lãnh đạo bến xe miền Đông cho biết, bến xe đã mở cửa hoạt động trở lại, nhưng số chuyến xe hoạt động vẫn chưa cao do quy định hạn mức hoạt động của mỗi nhà xe. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, bến xe cũng khuyến cáo xịt khử trùng phương tiện và khai báo y tế bắt buộc theo quy định của các doanh nghiệp vận tải.